cho mọi người có nụ cười tươi đẹp hơn. Tất cả mọi người đều có thể đến và làm văn sứ ở Nha Khoa Đại Nam để đón một cái Tết gọi là trọn vẹn, có một nụ cười xinh, tự tin, giao tiếp với mọi người. Thật sự làm cái này cũng không có mất nhiều thời gian của mọi người đâu. Nha Khoa Đại Nam kiến tạo một lại chi vẫn còn đơn. Ba giờ hôm nay còn dài. Thank you. Bài cũng như sang bên Dubai. Còn lên sau này. Sao không? Đi cầu tiền cả lại chắc chắn là mày dài. Nói mất thu đồ quá. Em ở Sài Gòn.